Đã 46 năm trôi qua kể từ ngày siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời, thế nhưng sức ảnh hưởng của ông tới nền điện ảnh Trung Quốc và nhiều thế hệ đam mê võ thuật vẫn còn mãi cho đến tận hôm nay. Để tưởng nhớ huyền thoại võ thuật gốc Trung Hoa, một sự kiện đặc biệt đã được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của nhiều ngôi sao điện ảnh võ thuật Trung Quốc. Bên cạnh Trần Tự Đan, Nguyên Bưu, cậu bé Ryusei Imai, người Nhật, cũng là một trong những nhân vật được chú ý nhất ở sự kiện vì nổi tiếng là truyền nhân của Lý Tiểu Long. Sau khi tận mắt chứng kiến màn biểu diễn côn nhị khúc điêu luyện, Trần Tự Đan đã phải thừa nhận rằng kỹ thuật múa côn của Ryusei Imai còn giỏi hơn mình và cậu bé sẽ sớm trở thành một ngôi sao trong tương lai. Lời khen của Trần Tự Đan chắc chắn không phải vô căn cứ, bởi tài năng võ thuật của cậu bé người Nhật đã được cộng đồng mạng xác nhận từ lâu. Từ lòng hâm mộ huyền thoại Lý Tiểu Long, Ryusei đã không ngừng tập luyện, chinh phục mọi khán giả trên thế giới nhờ khả năng võ thuật tuyệt đỉnh của mình. Ryusei Imai, sinh năm 2010, đến từ Nara, Nhật Bản, là con trai trong gia đình có truyền thống võ học khi cả cha và ông nội đều là võ sư. Ông Ryuji Imai, cha của Ryusei Imai, tiết lộ rằng con trai yêu thích Lý Tiểu Long từ năm 1 tuổi, thường xuyên khua khoắn chân tay khi thấy thần tượng diễn xuất trên TV. Để tiếp tục niềm đam mê này, cậu bé bắt đầu tập võ từ năm lên 4 dưới sự hướng dẫn của cha. Ở tuổi lên 5, Ryusei đã có thể múa côn giống hệt Lý Tiểu Long trong sự kinh ngạc của cha lẫn mẹ. Không thể tin nổi, bé học mọi thứ rất nhanh và gọn mà không phải luyện tập quá nhiều. Có lẽ việc xem phim võ thuật của Lý Tiểu Long hàng ngày đã tạo tiền đề cho việc này. Cha của thần đồng võ thuật kể với tờ Daily Mail, tất cả băng đĩa phim của Lý Tiểu Long, Ryusei đều xem vô số lần. Cậu bé học hỏi từng chiêu thức, biểu cảm của thần tượng và tái hiện chúng theo một cách gần như hoàn hảo. Từ năm 2015, cha của Ryusei bắt đầu quay những lần biểu diễn võ thuật đẹp mắt của con trai rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Bất ngờ, đoạn video ghi lại cảnh Ryusei múa côn nhị khúc trước màn hình TV thu hút tới hơn 10 triệu lượt xem và ngay lập tức biến cậu bé người Nhật trở thành hiện tượng mạng. Tiếng tăm của Lý Tiểu Long nhí, Ryusei cũng nhanh chóng vượt xa ra ngoài biên giới Nhật Bản khi cậu bé thường xuyên nhận được lời mời tham dự từ nhiều chương trình nổi tiếng trên thế giới. Ryusei Imai từng tham gia không ít show truyền hình của Trung Quốc, Hàn Quốc và Âu Mỹ như Star King năm 2015, Little Big Short năm 2016. Với kỹ thuật võ điêu luyện cũng như thần thái không thua kém gì bản gốc, Ryusei được nhiều tờ báo ví như bậc thầy cung phu hay bản sao nhí hoàn hảo của Lý Tiểu Long. Cộng đồng mạng ở nhiều quốc gia châu Á vốn là fan trung thành của huyền thoại võ thuật họ Lý cũng tỏ ra thán phục cậu bé và luôn ngóng chờ các clip võ thuật mới từ Ryusei. Tài khoản Facebook của cậu bé hiện có tới hơn 31.000 lượt theo dõi. Không chỉ được hâm mộ bởi tài năng võ thuật, Ryusei còn khiến nhiều người phải xấu hổ vì sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bụng song múi rắn chắc không thua gì Lý Tiểu Long khi chỉ mới là một học sinh tiểu học. Để có được thành quả ấy, ít người biết rằng Ryusei luôn phải dành thời gian tập luyện hàng ngày và trải qua nhiều bài tập khó khăn, vất vả. Có truyền thống võ thuật, lại sớm nhận ra năng khiếu của con trai nên gia đình của cậu bé Ryusei rất nghiêm túc trong việc chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Xuất thân là võ sư, ông Ryuji thường xuyên thử thách con với các bài tập khắc nghiệt như đá thẳng, đá nhanh, chống đẩy bằng hai ngón tay. Đoạn video Ryusei chống đẩy hơn 100 lần trong vòng 2 phút khiến không ít người kinh ngạc. Đặc biệt hơn, tất cả các bài tập của Ryusei đều được tiến hành trên những công cụ tự chế của gia đình. Tuy còn nhỏ, cậu bé đã phải tuân thủ cuộc sống kỷ luật với lịch tập luyện nghiêm khắc, mỗi ngày đều đặn. Ryusei đều phải dậy sớm từ 6 giờ sáng và tập luyện khoảng 1,5 tiếng trước khi đi học với tất cả các động tác căn giản, bài tập cơ. Ngay cả khi tan trường về nhà, cậu bé vẫn phải tiếp tục chạy bộ để duy trì thể lực trong 1 tiếng đồng hồ, sau đó là tập các bước đá cao và luyện côn nhị khúc trong vòng 2 giờ. Dù nổi tiếng và rất đam mê võ thuật, Ryusei vẫn không hề chểnh mảng với việc học tập ở trường. Cậu bé luôn đi học đều đặn, thậm chí còn được mọi người đánh giá là học sinh rất sáng dạ và hòa đồng với thầy cô, bạn bè. Là gia đình có 2 thế hệ yêu thích Lý Tiểu Long, nên trong nhà Ryusei có rất nhiều đĩa phim truyện của huyền thoại võ thuật gốc Hoa. Có lẽ chính vì vậy, cậu bé tiếp tục sở hữu lòng mến mộ Lý Tiểu Long ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài việc học theo những chiêu thức, Ryusei cũng rất thích mặc trang phục giống thần tượng. Nhiều dân mạng còn nhận xét nụ cười của cậu bé cũng sao y bản chính. Cha của cậu bé khẳng định Ryusei luyện tập với khát vọng tự thân, không phải do cha mẹ áp đặt Do đó, Ryusei cảm nhận được sự vĩ đại trong hình tượng của Lý Tiểu Long và mong muốn bản thân có thể phấn đấu trở thành con người như vậy. Ngay cả khi ở nhà, cũng có thể trở thành sàn đấu và nơi tập luyện của Ryusei bất cứ lúc nào. Tôi thấy con rất ít khi mệt mỏi sau khi tập luyện, mà lúc nào cũng hào hứng. Con còn rất thích mặc những bộ đồ giống với thần tượng, mẹ của Ryusei cho biết. Quả thật, nếu từng xem một lần biểu diễn võ thuật của Ryusei trên show truyền hình hoặc trong các clip, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh, không lo lắng và trông có vẻ như đang vui của cậu bé. Chính vì niềm đam mê võ thuật đó đã giúp Ryusei đạt được những thành công nhất định ở lứa tuổi mà không phải ai cũng làm được. Vào ngày sinh nhật của Lý Tiểu Long 27 tháng 11 năm 2016, Ryusei đã có cơ hội đến thăm và biểu diễn côn nhị khúc trước mộ của thần tượng tại nghĩa trang Blackview, Washington, Mỹ. Năm 2017, Ryusei khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng khi hợp tác với diễn viên điện ảnh kỳ cựu Hồng Kông, Trung Quốc Tăng Chí Vĩ trong dự án phim mang tên The Little Rookie. Gần đây nhất, vào tháng 8 năm ngoái, cậu bé tiếp tục được mời đến sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật họ Lý tại Tokyo, Nhật Bản và gây ấn tượng đặc biệt với diễn viên Trần Tự Đan bằng màn múa côn điêu luyện. Dẫu sở hữu tài năng ở tuổi tiểu học, nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại rằng sự phát triển trong tương lai của thần đồng sẽ gặp nhiều áp lực vì nổi tiếng quá sớm. Tuy nhiên, mẹ cậu bé khẳng định Ryusei vẫn là đứa bé với những sở thích rất hồn nhiên, trẻ con, chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Theo chia sẻ từ ông Ryuji với biên tập viên, cụm từ Lý Tiểu Long thường sử dụng là đừng nghĩ, hãy cảm nhận thể hiện rất rõ ở con trai. Tuổi nhỏ lại luôn phải tập luyện nghiêm khắc, nhưng Ryusei không hề tỏ ra mệt mỏi. Chính vì điều đó, gia đình cậu bé khẳng định sẽ luôn ủng hộ Ryusei trên con đường võ thuật. Tôi hy vọng con trai sẽ nỗ lực hết mình để làm những điều mình yêu thích với trái tim chân thành và không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần thằng bé luôn để bản thân cảm thấy vui vẻ, cha của Lý Tiểu Long nhí kết luận.